Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một bộ sản phẩm, đó là xi lanh bánh phanh trước phanh sau của xe Hyundai 3,5 tấn lắp chung với cả Hyundai Coyote 29 chỗ. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty TCTC của Hàn Quốc nhá anh em nhé. Đây chính là cái xi lanh phanh của nó này. Đấy. Đây, nó có 1/4 và 1/8, tức là nó phân biệt nhau ở cái phiên xi lanh bánh trước và bánh sau đấy ạ. Đó. Thì anh em mà quan tâm hay cần tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333 hoặc 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.